I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through, I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know that time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my walls cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient, and soon it can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it hurts, man. I could feel all of the turbulence and it's concerning. I've been searching for a purpose, I hope it's worth it. This society is really trying me. Ain't no hide and seek, I hide to be far from anxiety. I need my space, I need my privacy. I need some silence, please, you're all too loud. You don't speak quietly, opinions violently thrown across every surface. It makes me nervous, is the world honestly burning? That's all I'm learning. Hope that we can make a turn and start reversing all our minds and put the work in. We got some work, man. I can hear the demons call when they do what they do. And now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlled. Bây giờ là mình đi xuống dưới kia bắt ngược lên. Mình xuống Mỹ dưới kia luôn. Rồi mình xuống tới dưới xong phải không, là vừa sập tối. Xong đó rồi mấy em mình bắt từ dưới lên đây. Đúng rồi. Mình dưới bắt ngược lên cái mọc là gọi luôn. Là bắt ngục lên tới trên đây luôn nè. Lúc mình đi xuống thấy con gì bắt con. Đúng rồi. Find a solution, my evolution. A place like this, it didn't exist. You made it like this. So you can go pick the bad or the good. Got a glass halfway. I know. It's easier to fight than just to lay low. Not everyone in life has got a halo. Ây da, một cái cú té quá trời, đau luôn cả nhà ơi. Từ trên đây xuống cái chợt. Té nằm ở đây luôn. Ngồi đây luôn rồi cả nhà. Ây, mấy anh em đã đến nơi rồi cả nhà ơi. Một cái dốc khá trơn. Hả? Chào cả nhà. Thì đến khu vực suối Bình Lộc nha. Thì ở đây là cầu số 3, dốc suối cầu số 3 luôn. Thì sau lưng đầy thì cầu này làm thì theo cái thời gian có để số này nè. Đó. Năm 1931. Thì đến đây là mấy anh em sẽ tập trung đi dài khu vực phía dưới và từ ở dưới đi ngược lên nè cả nhà. Thì ba anh em sẽ đi xuống một cái nguồn dốc ở dưới và xuống dưới xong là cũng sập tối. Ba anh em sẽ đi bắt ngược lên đây và đi cái tiếng đi mà ban đêm quay ghi hình lại được con gì thì bắt cho cả nhà xem cả nhà. Rất mong là bữa nay là ba anh em sẽ trúng bánh buổi săn bắt đêm nay cua bọc rồi cả nhà. Thì đầu video đầy mến chúc cả nhà buổi tối an lành và hạnh phúc cả nhà. Rất mong cả nhà đồng hành cùng ba anh em đi câu cua đêm nay nha. Chào cả nhà. Ba anh em đi. Nhớ lấy cái đèn kìa. Thì đêm nay mấy anh em đi á là bắt được con gì thì ghi hình lại cho cả nhà xem hả cả nhà. Trơn lắm đó em.
chỉ á, nấu đúng bài luôn à. Đây cái gì? Chua gai gừng. Chua gai gừng này như là cây đá giấm phô. Ờ đúng rồi, nhưng mà nó nằm gừng chua ngon. Ừ. Này nấu cá kho thì ngon, nó canh mà. Đúng rồi, chấm cá kho hay nấu chua cũng ngon lắm. Đây cây cây da lá chua nè, lá chua lá giấm gừng nè, nó còn đỏ lên nữa mà. Không đỏ vậy là đúng rồi, giấm gừng á, còn giấm mấy ra đã đỏ. Đúng rồi, trái màu đỏ, lá màu xanh mà cái thân màu đỏ nó kìa. Cái nguồn suối này đi rất xa cả nhà, mấy anh em sẽ đi tới dưới luôn, và tới dưới sông là dừng địa điểm đó, nghỉ mệt chút xíu lại đi bắt hai cái nha. Giờ này mũi quá trời mũi ơi. Suối này thì ban đêm này có cua thì chắc rồi đó, nhưng mà nhiều ít thì chưa biết đây. Tranh thủ đi sớm này quay cho cái nhà xem, và tối rồi bắt, chứ ban đêm thì quay bắt cua không, toàn cảnh thì cả nhà không có thấy được, nên mấy anh em đi tranh thủ đi sớm một chút. Ờ, gốc mai tây nè. Mấy cái đá này trơn quá. Mưa. Mưa. Thì cái màu trời này nè cái nhà. Hồi sớm mới chuyển mưa. Đen thui bầu trời hết. Mà không biết là tối nay ổng mưa hay không. Nếu mà mưa là mấy anh em sẽ không có giờ mà săn bắt được đêm nay đâu cả nhà. Hy vọng trời được có mưa. Trời tầm này cũng cỡ 5 giờ rồi đó cả nhà ơi. Tranh thủ xuống kịp ở dưới là đi soi lên dừa. Đi hình nước này ở dưới đi lên ok rồi đó. Ừ đúng rồi. Mà cua đồng này hay lắm nè. Tối á là nó ra ngoài rất nhiều. Ban ngày thì ít thấy lắm. Nó hột mưa rớt xuống luôn cả nhà ơi.
không biết sau này. Chứ nữa. Mà có khi nào đi xuống dưới rồi chút đi bộ về luôn không? Hả? Ồ có cây mít chín cây kìa, trái chín cây kìa, đó. Dây 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 dây. Dây. Chín thúi luôn à. Ồ trái chín thúi luôn. Hai trái được, rớt hết trái nước rồi. Những cây mít gừng, mít lài này. Chín cây. Mà hư rồi cả nhà. Ăn không được. Đó. Một cái nguồn suối đá rất là nhiều. Rồi mấy anh em sẽ xuống dưới và chừng nào bắt thì quay tiếp ha cả nhà. Đến nơi điểm dừng của mấy anh em nha cả nhà. Thì đến đây thì mấy anh em chuẩn bị lên đèn và đi soi đêm nay cả nhà. Giờ nghỉ ngơi uống nước. Mà đó cả nhà ơi, đi tới địa điểm để bắt đuối luôn. Bù lại xứng đáng là được nhiều bước. Thành quả tốt lành đi. Trên cái tiếng đi bắt được 2 cua nữa cả nhà. Trong đây đêm nay bắt được con gì thì ghi hình lại hết cho cả nhà xem. Rồi đây mà cái nhà uống nước nha. Hôm nay có ba anh em đi à. Rồi mấy anh em chuẩn bị lên đèn xuống nha cả nhà. Giờ xuống suối nha cả nhà. Nãy giờ nha, đợi. Có cua từ từ chạy chạy cua bự lắm. Ái da da dính cái này cái nè. Mở màn con đầu tiên. Có 5 con à? Nằm vô cái đá đó em chổng. Ra đó ra đó. Dính đâu, dính đâu? Rồi, để mình vô cục này ra. Dạ, trời ơi. Đóng trời. Ê, con cá bự lắm. Con cá hả? Ừ. Nhà sao đục vỡ luôn. Để lắc con này thấy. Con cá mà. Ừ. Quá trời luôn nè. Đâu tôi sao thấy được. Hả? Chui đó. Hả? Ừ, ừ, bắt đi, bắt đi. Ừ nó ngon đó. Đó, đó, đó. Cua vô nữa cả nhà. Ném cho mày. Ném.
để mình bắt cái chê bự đó. Cái chê hay gì? Cái chê, cái chê. Nó coi chừng nó kiếm á. Chỗ này ha. Chúng con. Đúng rồi. Lầy quá. Em vô nó nhiều ha. Này hàng đá em nhóc kìa. Bự không? Cái đuôi nó bè vậy nè. Vậy bắt từ từ đi, thấy không ra. Tới bụng là kéo được rồi đó, bóp kéo được rồi đó. Cầm tay thì không có cả nha, lộ quá. Trời ơi, trời, cái chơi bị lớn nó cầm tay. Muốn bệnh luôn chưa? Rồi rồi dãy ruột bây giờ nè. Dậy cũng được rồi. Cũng được cái chơi. Ừ. Chơi đồng mà được rồi, chơi đồng. Chơi đồng. Đó. Cái này nữa chứ. Bắt cái chơi nó giờ khá là cực luôn. Mình bắt riết rồi chỗ này sạch nhớ luôn. Sao hình quả đào rồi. Coi coi còn con nào ở trong không? Dễ gì, con hang hoặc lém gì à. Dạ, ngọn kép lên mấy ông chị. Ừ, rất chưa đồng. Được. Được cái chè đó kìa. Có tay kìa. Mang luôn đi. Mang nó khô luôn. Đúng rồi, cái dẹp dẹp ra thì trời, dính là được rồi. Không được, mọi cái ấy quá trời. Con tâm nhỏ nhỏ. Gì? Ừ. Ba con. Cỡ góc cho báo luôn trời. Cái này. Trời ơi. Ừ. Trời ơi, cái con cóc chụp má. Trời ơi. Nó chà bá con cóc luôn. Ghê. Con cóc chà bá luôn á. Hai con rồi đó. Ây da, ây da, ây da, nhịp, ây da, trời ơi. Không, cua này chắc kịp đau ghê. Đau. Quá đau. Đau không? Đau. Tê tê. Nhịp, nhịp, nhịp một cái. Ây da. Hai con cái này. Ừ. Cua trời.
Nó thấy đèn chạy rất lè thế này. Kìa, nó còn kìa. Đó đó đó. Cua cắt bự thôi nè. Còn. Có một con cua đây. Không ơi, có cua chặt đây. Nhiều lắm. Nè, bây giờ cũng được mớ đây nha. Anh em đang nghỉ mệt và uống nước nha cả nhà. Nè, đây bắt nãy giờ được nhiêu đây? Tầm được ký cua. Thì một chút nữa còn đi bắt dài về. Là cũng có nhiều thôi cả nhà. Cua đầy được nhiêu đây? Chặt được nhiêu chặt? Tới đã. Yeah. Ô nhiều quá, ký à, ký ngoài á. À. Cua chạp được nhiêu nữa cả nhà? À, đi trước đi sâu vô cái đám ấy á. Ờ nằm trống à. Vô cái đám cây nhà. Cô có lấy bao nhiêu? Ô. Đây. Cua điều cua ha. Điều cua mà cua này mạnh. Ừ, mạnh cứng cua nữa. Lắm. Ba thùng dòng lại cũng được gần 3 kg cả nhà. Bạn em ngồi uống nước và nhưng mà chút xíu đi tiếp nha. Ra tới cầu rồi cả nhà ơi. Nhưng mà cua thì cái này hơi ít nha cả nhà. Cua ít nhưng mà lại cua cứng bự, cua rất ngon. Hôm nay hơi thắt cua hay cái nhà. Ồ, con cua bự rồi. Bả cua cái cả nhà. Cua nằm đây. Là cua cái nhiều. Con này con gì? Hả? Không biết đâu. Con gì lạ quá. Chờ cái cây này dứt lên thử. Bắt luôn chưa dứt gì? Cái này gì trời? Dán nước. Được không? Này làm sao? Này phải dán không? Ừ cho bá nè. Anh chờ thấy con này con gì? Ồ, thật lạ. Ồ, lạ quá. Cái này không phải dán không? Không phải. Hay không phê? Đúng không? Mình không biết cái này gì đâu. Còn trắng luôn nè. Ừ. Đó. Sống mà. Đâu là dưới nước hay ta. Chạch ơi, con này gì chạch? Con này con gì nè, chạch.
gì á. Rồi. Quý con nó quý kiếm không? To chà bá luôn. Ừ. Có cánh luôn sao á? Không có cánh. Không có cánh. Ê ê ê ấu 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 ấu. Cái này cà cào nước. Con này gì? Đó. Con gì á? Bự củi. Bự củi hả? Bự củi. Phải không? Ừ. Bắt được không? Bự củi bự xích chứ ông nội. Ai biết đâu con gì bự lắm. Bự củi lật nửa lên thôi đúng không? Đó. Rồi bự xích đâu? Nó bò kìa, đó. Nó dưới nước không à. Ừ. Được luôn trời. Dạ. Thì nó nằm dưới nước mà, nãy có con ếch cho nó ruột hết, phóng. Ủa, cua nào đấy, cua cãi không, khá ngon. Ếch, ếch nhà đâu? Anh thấy nhảy vô đó đó. Cua còn bự không ở nhà này. Bùn đá. Đâu? Vô luôn hả? Ây da. Gì? Ồ. Có khá này cả nhà. Đây găng thùng luôn đó nha. Đó, của anh em được như đây. Chặt rồi. Lấy thùng chặt lại luôn. Anh cứ chặt em lại. Đó, chặt cũng nhiều quá trời kìa. Để ba thùng xác vô luôn chặt. Này trên 10 kg rồi cả nhà. Nãy từ
thành phẩm lúc đầu là tưởng mớm cua rồi. Khá nhiều. Nhờ lên được cái đầu cầu trên này quá trời. Đó, cái buổi săn bắt của mấy anh em thì đến đây cũng khép lại thôi nha. Thì trên đường săn bắt thì bắt được cái gì thì ghi hình lại cho nhà xem. Thì cái chiến lợi phẩm thì tầm trên 10 cái cua nghe đó nha. Tầm này hết cỡ 12-13 kg. Này nói chung là cũng trúng rồi cả nhà ơi. Hồi sớm tưởng lô thắt. Rất cũng là rất may. Bây giờ tầm cũng 8 giờ rồi. Nên mình ra lấy xe nên săn bắt tới đây cũng tạm ngừng cả nhà. Rồi mấy anh em sẽ gặp cả nhà những video tiếp theo nha. Thôi chào bye cả nhà nha. Hẹn cả nhà video tiếp theo đợt sau.